Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ chữa bài Hackathon 03. Thì đây là một cái bài toán sinh tử rất là thú vị. Và mình cũng rất là vui khi có rất nhiều người đã nộp cái bài tập này. Đây là một trong những bài tập khó, tại vì chúng ta sẽ phải là tự chuẩn bị bộ dữ liệu, đúng không? Những cái bài trước là chúng ta đã cho sẵn dữ liệu rồi, người ta phân cho chúng ta là bộ chuyên thế nào, bộ test thế nào rồi. Mà trong cái bài này thì các bạn sẽ phải tự nghĩ ra cái cách để có thể là bố trí dữ liệu cho hợp lý. Mình đánh giá rất cao những các bạn đã tham gia cái hackathon này. Đề bài người ta cho một số lượng câu như thế này, đúng không? Cái độ dài có thể là khác biệt. Và làm sao mà chúng ta xây dựng được một cái mô hình ngôn ngữ? Ví dụ ở đây cái câu mà I love AI so much này, bạn có một cái câu như này. Thì làm sao chúng ta xây dựng một mô hình mà sau khi mà xây dựng xong ấy, chúng ta đưa một cái từ vào chúng ta dự đoán, ví dụ chúng ta đưa từ I vào, nó sẽ sinh ra từ love, đúng không? I love nó ra AI, và I love AI ra sâu, và I love AI sâu nó ra much, đúng không? Thì đây là một cái ví dụ điển hình của mô hình ngôn ngữ. Chúng ta phải tính làm sao được cái xác suất của một từ cao nhất khi cho cái lịch sử, đúng không? Thì bây giờ người ta cho rất nhiều cái câu như này, độ dài khác nhau, làm sao chúng ta có thể là biến được nó thành cái bộ chuyên của chúng ta. Thì các bạn có thể thấy là dựa vào cái tính chất của mô hình ngôn ngữ, nó dựa vào những cái lịch sử. Ví dụ I là lịch sử này, thì ra love này. I love là lịch sử này, ra từ mới là AI này. Thì chúng ta sẽ bố trí dưới dạng giống hình tam giác như thế này. Các bạn có thể thấy. Ta cắt cái chuỗi của chúng ta. Ví dụ feature chúng ta là I, thì nhãn sẽ là love, đúng không? Rồi feature của chúng ta là I love, thì nhãn sẽ là AI. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một cái chuỗi cái data giống cái hình tam giác như thế này. Thì đây chính là cách mà chúng ta xây dựng. Đây. Thì ở dưới này mình có cái code, các bạn có thể xem ở đây. Đầu tiên là chúng ta tạo ra một cái tokenizer. Sau đó là chúng ta sẽ biến tất cả những cái từ này thành một cái từ điển. Và những cái giá trị chữ này bây giờ sẽ thành những từ này sẽ thành một cái số thôi, nó không còn là cái từ thông thường nữa. Ta đếm tổng số lượng các từ, tí nữa cho training. Đây thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái mà chúng ta thực hiện cái việc cắt. Đây. Các bạn sẽ thấy đây người ta sẽ lập các câu này. Đây. Cái việc mà sử dụng token list này, bằng tokenizer.text2sql này, thì người ta sẽ chuyển những cái câu này thành một cái chuỗi số. Ví dụ đây mình chuyển thành 0, 1, 2, 3, 4 đi. Đây, đến về đầu tiên. Sau khi làm xong thì người ta bắt đầu là cắt. Mình thấy ở đây ta for i in range của 1. Đấy, bắt đầu từ cái vị trí 1 trở đi. Đấy, chúng ta bắt đầu cắt. Đấy, từ vị trí 0 đến cái vị trí i hiện tại. Đúng không? Thì những vị trí nào đang là i? Đấy, i có thể là 1, 2, 3, 4, đúng không? Chúng ta có thể cắt từ 0 đến 1. Đấy. Thì đây chính là cắt từ 0 đến 1 này. Đấy. Cắt từ 0 đến gì? Đến 2. Từ 0 đến 3. Và từ 0 đến 4. Đấy. Đây chính là cái cách cắt. Sau khi các bạn mà đã hiểu xong thì mọi người sẽ in tất cả những cái việc mà người ta tiến hành xử lý, thì các bạn có thể thấy đấy. Tất cả những cái câu bây giờ sẽ biến thành như này. Đấy. Ví dụ đây là lấy vị trí 0 và 1 này. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Đấy. Đến đây sẽ là câu dài nhất này. Mình sẽ viết lại theo cái câu này. Nó sẽ thành những cái ma trận như này. Đúng không? 0, 1 này. 0, 1,
Sau đó chúng ta sẽ padding để chúng ta lấy nhãn. Đây, padding. Cái từ cuối cùng chúng ta sẽ nhãn, đúng không? Đây chúng ta sẽ padding, thì chúng ta phải padding lần trước theo cái chiều dài nhất. Cái chiều dài nhất là 0, 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Dài 5 thì chúng ta sẽ padding là 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Tương tự như vậy. Và thứ cuối cùng là gì? Sau khi padding xong rồi thì chúng ta bắt đầu có thể chia ra được cái nhãn. Chúng ta sẽ cắt như này mọi người. Cắt từ trên xuống như này. Thì các bạn có thể thấy là cái này sẽ chia được cái nhãn. Và một cái chú ý ở đây mình chỉ muốn demo cái cách chúng ta cắt thôi, chứ bình thường thì cái từ i này cũng không thể index bằng 0 được, nó sẽ là cái số khác. Nhưng mà đây mình muốn mọi người hiểu cái cách nó cắt, mình làm ký tự như này cho nó dễ hiểu. Thì sau khi mà chúng ta đã xây dựng được cái bộ như này rồi thì rõ ràng là cái đầu vào của chúng ta là tất cả những cái câu có chiều dài bằng nhau, đúng không? Mọi người có thể thấy ở đây mình padding ở đây. Và mọi người chú ý chúng ta phải padding ở đằng trước nha mọi người, thì chúng ta có thể đẩy được những cái nhãn của chúng ta về đằng sau thì nó cắt sẽ dễ hơn. Đấy. Sau khi chúng ta padding xong thì chúng ta sẽ lấy tất cả những cái giá trị ở trước cái từ cuối cùng, đúng không? Và từ cuối cùng chúng ta sẽ để làm nhãn ở đây. Đấy. Chính là cái cách mà cắt ở đây đây. Thì sau khi mà làm xong các bạn in những cái feature chúng ta ra, các bạn có thể thấy này, đằng trước là những cái không này và đằng sau sẽ là những cái từ của chúng ta, đúng không? Nếu các bạn in nhãn ở đây thì nó sẽ chỉ là cái từ này. Để các bạn thấy này, nhãn nó cắt ra chỉ là cái từ thôi. Nó lấy cái feature của chúng ta ở đây. Sau khi mà làm như này xong rồi ấy thì chúng ta có thể là xây dựng cái model. Mình sẽ copy cái model này vào đây. Thì các bạn có thể thấy là đầu tiên chúng ta vẫn tạo ra một cái sequential, đúng không? Và thêm cái embedding vào. Cái này mình đã nói rất nhiều rồi. Rồi bidirectional này. Vì có hai cái lớp nên chúng ta phải return sequences ở đây trong cái lớp bên trên. Chúng ta có một lớp drop out để tắt những cái nốt khi cần thiết để tránh overfitting này. Chúng ta add MSTM ở bên trên này. Cái MSTM này sẽ nhận những cái hash của cái lớp bidirectional này. Sau đó chúng ta đi qua một lớp dense. Và vì cái bài toán này là cái bài toán để xem là cái xác suất của cái từ nào trong từ điển sẽ cao nhất, nên là cái lớp dense cuối cùng này ấy, cái số cái nốt của nó ấy, sẽ phải chính bằng số từ trong từ điển. Thì đây người ta thấy 3211 từ này. Và đương nhiên là attribution của chúng ta vẫn là spot mark. Và cái loss của chúng ta thì tương tự thôi, nó sẽ categorical cross entropy, đúng không? Optimizer là Adam và metric của chúng ta là accuracy. Thì summary đây thì mình đã hướng dẫn rất chi tiết ở trong những cái bài trước cái cách mà chúng ta làm sao mà tính toán được số param ở đây rồi. Mình có thể xem lại, chúng ta sẽ có 6 triệu param. Sau khi mà chúng ta có summary thì chúng ta sẽ train cái model này. Vì chúng ta có tận 6 triệu param đúng không? Nên cái quá trình training sẽ rất là lâu. Thì trong cái lúc đó thì chúng ta có thể là tiến hành code cái phần dự đoán ở đây. Mình sẽ thêm cái code vào đây cho mọi người xem. Thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ phải là sinh ra 10 từ tiếp theo, đúng không? Thì nó sẽ lặp 10 vòng lặp. Và lúc đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa cái câu này, cái câu đầu tiên này vào trong cái model của chúng ta. Đấy, chúng ta pass đến này như bình thường và đưa vào model của chúng ta để dự đoán ra một từ. Đấy. Và sau khi dự đoán ra từ này rồi, chúng ta tiếp tục nối cái từ này vào cái câu lúc trước này và tiếp tục đưa cái câu này vào trong cái model. Đấy.
đúng như tính chất của cái mô hình ngôn ngữ, đúng không? Chúng ta có I love rồi, chúng ta lại đưa I love vào trong cái model. Ra AI, chúng ta lại nối AI và I love và tiếp tục đưa vào model. Thì cái đoạn code này chính là cái đoạn code thể hiện nó. Đây, mọi người có thể xem thêm. Đây là kết quả mình chạy những dòng code này. Thì các bạn có thể thấy kết quả này nó khác kết quả ban đầu lúc mình nói trong video trước. Nhưng mà chúng ta không yêu cầu như vậy, đúng không? Chúng ta yêu cầu cái quan trọng nhất của bài này là chúng ta xử lý được data chuyên được 80%. Còn đâu là cái xác suất nó có thể khác nhau. Thì đây chính là cái nội dung của cái buổi sinh từ ngày hôm nay, cũng chính là cái giải pháp Hackathon 03. Hy vọng các bạn đã nắm chắc được cái cách mà xây dựng cái data cho chúng ta. Và đến buổi sau chúng ta sẽ sang một cái trường mới, chính là những cái data dưới dạng tham series. Thì hy vọng các bạn đón xem. Cảm ơn. It isn't over, 'cause it